Bastu, đồng phục cao cấp giúp cả tập thể của bạn luôn trẻ trung, năng động và nhiệt huyết trong những bộ đồng phục chất lượng. Miễn phí thiết kế, đồng phục đẹp, chất liệu tốt, giá cả hợp lý, chỉ có tại Lastu. Thông tin chi tiết xem tại website lastu.vn, số điện thoại liên hệ 0966 630 199. So sánh cấu hình Bphone 3 và Active One, đi tìm quái kiệt cấu hình smartphone Việt. Trong tầm giá trung cấp thì giữa Bphone 3 và Active One, đâu mới là smartphone made in Việt Nam có cấu hình hấp dẫn mọi đối tượng người dùng. Chúng tôi chỉ tập trung vào so sánh cấu hình dựa trên thông số từ phía nhà sản xuất. Do đó, những sự khác nhau về mặt tính năng phần mềm sẽ không được đề cập đến. Trước khi đi vào so sánh thông số của cả hai sản phẩm này thì hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông số cấu hình giữa Bphone 3 và Active One nhé! Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết nhé. Về màn hình, sản phẩm đến từ BKV sở hữu màn hình kích thước lớn lên đến 6 inch, độ phân giải Full HD Plus và sử dụng công nghệ tấm nền IPS LCD. Về phía Vsmart Active One có màn hình kích thước nhỏ hơn chỉ 5,65 inch, cũng có độ phân giải Full HD Plus và sử dụng tấm nền IPS LCD. Chênh lệch giữa Active One và Bphone 3 về màn hình là không quá đáng kể, bởi giữa 6 inch và 5,65 inch là khoảng cách chưa đủ lớn để tạo ra một sự khác biệt rõ ràng trong trải nghiệm sử dụng của người dùng. Có chăng là việc Bphone 3 sở hữu viền màn hình siêu mỏng sẽ dễ dàng mang đến ấn tượng đầu tiên cho khách hàng hơn? Vi xử lý RAM ROM. Bphone 3 có được cho mình vi xử lý Snapdragon 636 gồm 6 nhân Cryo 260, xung nhịp 1.8GHz, GPU Adreno 509, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Vsmart Active One sở hữu vi xử lý Snapdragon 660 gồm 8 nhân với 4 nhân Cryo 260 xung nhịp 1.8GHz và 4 nhân Cryo 260 xung nhịp 2.2GHz. GPU tích hợp Adreno 512, cùng với đó là RAM 4GB nhưng bộ nhớ trong lên tới 64GB. Ta có thể dễ dàng nhận ra thiết bị đến từ Vsmart cho thấy sự nhỉnh hơn về vi xử lý, GPU cũng như bộ nhớ trong. Mặc dù Snapdragon 636 và 660 cùng vào vi xử lý tiến trình 14nm, nhưng 4 nhân xung nhịp cao 2.2GHz có trên Snapdragon 660 đã tạo nên tính quyết định tốc độ load các ứng dụng nặng nhanh hơn Snapdragon 636. Chưa hết, GPU Adreno 512 còn được xem là đánh giá cao hơn về hiệu suất hoạt động và xử lý đồ họa so với Adreno 509. Điều này giúp Vsmart chiến mượt nhiều tựa game đồ họa ở mức setting cao và chắc chắn là mượt hơn so với Bphone 3. Và nếu như người dùng có nhu cầu lưu trữ cao, thì việc lựa chọn Vsmart Active One với dung lượng 64GB sẽ là hợp lý hơn so với Bphone 3 chỉ có 32GB. Mặc dù cả hai thiết bị cùng hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ nhưng sử dụng trực tiếp bộ nhớ trong sẽ cho trải nghiệm tốt hơn. Camera. Bphone 3 sở hữu camera đơn với thông số là 12MP và camera selfie 8MP. Vsmart Active One nhỉnh hơn khi có hệ thống camera kép với thông số là 12MP và 5MP. Camera selfie thì thông số tương tự là 8MP. Việc chỉ sở hữu một camera sẽ khiến cho Bphone 3 tỏ ra thiệt thòi hơn với Active One, bởi với hai camera chính thiết bị đến từ Vsmart sẽ dễ dàng giúp cho người dùng có được những bức ảnh xóa phông đẹp mắt. Tuy nhiên thì Bphone 3 theo quảng cáo cũng có thể chụp xóa phông, nhưng giới hạn về phần cứng sẽ khiến ảnh xóa phông từ Bphone 3 không thể đẹp và chính xác như Active One. Về camera selfie thì dựa theo thông số là 8MP giữa hai máy, có thể dự đoán được chất lượng ảnh chụp là tương đồng. Sự khác biệt sẽ đến từ các hiệu ứng làm đẹp bằng phần mềm mà thôi. Pin và bảo mật. Vsmart Active One có viên pin là 3100mAh, lớn hơn đôi chút so với con số là 3000mAh của Bphone 3. Sản phẩm đến từ Vsmart được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 4.0 Plus. Công nghệ này mới hơn và có tốc độ sạc nhanh hơn so với Quick Charge 3.0 của Bphone 3.
Về mặt pin và thời gian sạc thì B Fold 3 đã tỏ ra kém hơn so với người đồng hương là Active One. Hai thiết bị made in Việt Nam cùng sở hữu cảm biến vân tay một chạm đặt ở mặt lưng, mang đến thao tác mở máy nhanh gọn và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân người sử dụng hơn so với những chế độ bảo mật thông thường. Tạm kết, nếu xét về mặt thông số cấu hình và cả giá bán thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Active One trội hơn B Fold 3. Tuy nhiên, để đánh giá một smartphone dựa theo thông số kỹ thuật thì không hoàn toàn chính xác cho lắm. Do đó, các bạn hãy cùng chờ đón video so sánh cụ thể hai mẫu smartphone này trong thời gian sắp tới để có thể nhìn rõ hơn về ưu và nhược điểm của hai thiết bị này nhé. Theo cellphoneforum.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay